Sao rồi? Em thường vậy chứ thương lắm luôn á. Lấy mặt nằm đè lên giấy rồi. Quay đẹp mới thấy giấy được, quay nè. Không lẽ bị gió nhập á khẩu. Cậu tội nghiệp không, khi không bị á khẩu tội nghiệp quá. Cái đồ ăn nó vô kia. Có ăn á khẩu chứ. Trời ơi, ác ghê luôn á. Nó nói chuyện được rồi hả? Không thấy. Không lên tiếng. Ai mà thèm nói chuyện với ông? Cái gì kỳ cục à? Sáng sớm tôi có làm gì đâu, chị giận tôi rồi. Chưa ăn sáng phải không? Nè, lấy ổn mà chết chưa? Trời. Trời. Sao ạ? À? Chơi bánh mì không có thật hả? Không ăn hả? Cái mặt của anh á, dạ. Có cho già, tôi cũng thèm nữa chứ đừng có bánh mì. Lạ chưa? Cái này để lấy vào candy and the cockroach. Sao giận tôi thiệt hả? À? Nó chết chưa? Chết rồi. Ủa? Sao sao lại giận tôi? Không giận anh sao được? Anh đối xử với tôi tệ quá mà. Chưa? Tôi đâu có xử tệ sao gì đâu rồi. Thôi đi. Anh đừng có giả nai. Trời ơi, có gì có giả nai, giả cậy trong đây nữa. Sao, 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 con dán bên này nè, làm lộn chỗ rồi. Tôi tưởng chị đặt chuyện vụ đua bển đặng gì đặng gì đặng chuyện chi lý là không lý luôn mà ông nhiều cái dùng nhiều hơn nhiều thôi nha, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ nha. Chứ nói cho anh biết, mặc dù tôi ghét chớ cảm tình với anh có đó, nhưng mà tôi có làm cái chuyện hạ sức hạ lưu đê tiện như là anh nghĩ nha. Muốn là tôi nói thẳng liền, tôi không có sợ. Nhưng mà lúc này tôi nghĩ chuyện đó đâu. Anh đừng có suy nghĩ bài bạc. Tôi tuy là gái quá, nhưng tôi cũng có sĩ diện của tôi. Vậy là tại trên quê rồi. Tại tôi nghĩ quá từ sao. Chết quê rồi không giờ. Cho tôi xin lỗi sớm. Không phải gì nữa. Thôi quê anh không quê giúp tôi. Để trộm nó lên bắt cái đầu đĩa vi. Vi chi đi. Cái đó chết rồi. Chưa. Chết chưa? Gì nó còn chết gì sao mà trời ơi sao mà vô kiến quá vậy? Nó rụng ăn trời nó rụng rồi. Cái đầu nghĩa của túi mà anh mới tốt là sao? Bộ anh không có thông đồng. Ờ đúng rồi. Có, anh có thông đồng chia chát với nó rồi. Sao? Nó vậy chưa chết nó còn chết. Sao? Ai thông đồng ai chia chát? Bộ mặt tôi giống mình. Bộ mặt nó dữ ghê. Quá thì không có dám lắm nhưng mà có thể hành nghề. Bộ mặt khốn nạn. Trời ơi. Chỉ sao chờ người ta nghe thấy niềm say thì chợt tại anh vào anh vô tình. Em đi ơi, con dán kìa, con dán kìa, vậy chứ nó thèm chơi.